Video chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình chơi tiếp level 22 Mikurama. Này bắt đầu nè. Ở cửa này thì gồm có một con như này. Cần phải đưa nó xuống hồ thì mình mới thành công. Đây, vị trí then chốt là bạn đứng chặn nó ở đây. Đấy. Sau đó nó chạy thẳng ngang qua đằng kia thì mình ra đây mình đứng. Và nó chạy vòng lại, mình phải chạy nhanh, nó một nhịp, đứng ở đây, đúng rồi, và nó sẽ chạy tự chạy xuống nước, và mình nhảy lên đầu nó thôi, để qua mà, đứng ở đây đi, nó sẽ chạy ra đây, mình ra bên nó thôi, ok, và đợi chờ nó đến gần cái nút đỏ và mình leo sang thôi. Là thành công. Ok, đã qua mà. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo, trong những đoạn tiếp theo nha. Bye bye.